Đây là khung cảnh hai chiếc xe cuốc đi chung một phà lan nha các bạn, đang chuyển phà nha, hai xe cuốc nhỏ nha các bạn, nhìn quá đẹp luôn các bạn ơi. Xin chào các bạn quay lại channel mình, đây là cảnh xe cuốc chuyển phà nha các bạn. Đây là khung cảnh anh chuyển phà nha các bạn, anh đang rà gạo xuống nha các bạn. Xin chia sẻ với bạn là khung cảnh là hai xe cuốc đang chuyển phà nha các bạn. Thì hai xe cuốc này là một chiếc là Hitachi và một chiếc ESA các bạn, hai chiếc đi chung một phà chạy máy bốn máy quá nhanh luôn các bạn ơi. Thì bây giờ anh đã chuyển phà tới đây nha các bạn, đây là cảnh anh chuyển phà nha các bạn, đi không có cầu thang luôn nha các bạn. Bây giờ ảnh sẽ múc lục bình và lên máy nha các bạn. Thì mình chúc các bạn xem video thật vui vẻ nha. Các bạn đừng quên like, đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ mình nha. Đây, ảnh sẽ múc lục bình qua một bên để ảnh lên phà chỗ này nha các bạn. Lên không có cầu luôn nha bạn. Ghê cấn nha bạn. Tại vì Hitachi 30 thì dàn chân nó nhỏ nha bạn. Rất là điêu luyện luôn các bạn ơi. Qua wow, xe đùi mạnh các bạn ơi. Dốc vậy mà anh ve lên luôn các bạn. Bây giờ anh sẽ bấm vào để lên nha các bạn. Quá wow, đúng là Hitachi 30-1, đúng là không sai nha các bạn. Rất là mạnh luôn các bạn ơi. Còn anh lên dốc kìa. Trời ơi. Lên không bấm gạo luôn nha. Quá dữ luôn mà ơi. Quay cảnh lên phà.
Bây giờ chú tài xế sẽ bò lên một xíu nha các bạn. Bò lên xíu nó đồng hòa lại nha. Bây giờ anh này sẽ là lấy bình để đề máy nha các bạn. Các bạn thấy gì lạ không? Cái gào này thì cái đáy nó không có sâu nha các bạn. Bề ngang thì có nhưng mà đáy không sâu nha, để hạn chế dính đất nha các bạn. Bây giờ chú tài xế sẽ thục lại sao để quay phà ra các bạn. Thì lúc nãy là hai xe nhưng mà chuyển về nhà một xe các bạn, còn xe là mình tiếp tục đi làm nha các bạn. Bây giờ chú sẽ đang quay phà lại nha bạn. Phà này thì cũng vừa tải đi hai xe nhỏ nha bạn. Xe ZI30 cũng rất là mạnh luôn nha các bạn. Chạy tiếng máy thì thầm không nghe luôn nha. Bây giờ ảnh sẽ đề máy nha các bạn. Máy này đề một mình mà mình thấy cũng rất là nhẹ đề luôn nha các bạn. Có thật bô luôn hay gì mà nghe déo déo luôn các bạn ơi. Bây giờ sẽ ve xe lại nha bạn. Ve xe cho cân phà lại nha. Bây giờ mình xem anh tài xế đề ba máy nha bạn. Thì nãy mình quay chia sẻ với các bạn là thấy phà là chạy rất là giọt nha.
Đây mình xe bánh đề ba nha bạn, anh đang sửa chân hai này các bạn. Đây anh đang chủ rác đây, xem ảnh đề ba nha, hết gà số luôn bà ơi. Lên khói đen luôn mọi người. Thì bây giờ là một chiếc chuyển về nhà và một chiếc chuyển đi làm nữa nha bạn. Quá dữ luôn mọi người. Cho anh chạy vậy. Hút đít luôn.